thịt xào gừng. Ai ra ấy này? Ai giao cho nhiệm vụ nấu cơm này? Chủ nhà. Nước uống ở đấy à? Xô đỏ đấy à? Nền đẹp luôn, rất uy tín. Hành làm gì mà nhiều này? Có nhiều này á? Này là hành xào thịt chứ làm gì phải thịt xào hành hả? Đây một rổ này. Nhà ai còn vịt? Vịt nhà kia còn không anh Vàng? Hả? Báo nào? À, rồi. Thế Hồng Phèng Phèng đi sang bên nhà anh Báo. Ai dẫn đi? Có sẽ... Đây vợ anh Giang cùng Hồng Phèng Phèng. Này, đi. Ông ấy ông đi dẫn đi sang nhà ông Báo mua vịt. Đi, hãy cậu em nữa. Quả bí này là Thắng mang lên là các bạn biết là nó xuất phát từ đâu? Từ Bắc Mê của anh Long Họa Mi cho Thắng hai quả. Nấu với cả vịt. Quá ngon. Quánh bóng luôn đi, trong kêu bánh được rồi. Biết đánh bóng không? Chưa. Hả? Chưa. Em đánh gì? Không phải đâu. Ai đánh? Chả biết. Thế em làm gì, nhiệm vụ làm gì? Cán. Vào cán đi, để cho vợ chưa. Cán à? Không, nó đây này là ít quá không có. Mày vớ vẩn. Cán đi, để cho đàn bà cán à, cho đàn bà làm cán, ngay say. Một công đôi việc luôn nhá. Đây là mới cô Hoàng Kim Cúc có giúp nói là sửa nhà thế là nền nhà đấy, cho cái nền nhà nhưng mà kết hợp luôn là sẽ đổi được hết sang cái kia là có bếp và làm nền nhà mới cho nó sạch sẽ rồi là xây lại nhá đấy, rất là hoành tráng. 16 triệu làm rất là hay. Vận dụng vào sức của bà con thôn bản nữa, nhờ giúp nhau để làm. Đấy, trong nhà bây giờ đã xong, bây giờ đổ nốt cả ngoài hè,
đổ ra hè nhé các bạn. Cái này hè xong rồi mấy hôm nữa thì có một cái bức vách xây ở đây, xây gạch lên cao bằng cái xà kia nhé. Làng này ai cũng làm thợ xây được, bác phù bác cũng làm thợ xây được. Bác phù thì cũng là một trong những nhân vật rất chịu khó, trưởng thôn 10 năm. Bây giờ bác có tuổi rồi, quy ẩn rồi, giang hồ rồi, cho quả lên thay. Kèm luôn thêm mấy cái ngọn giấc này vào. Ngon. Có nhiều bác không biết là ngọn giấc ăn được, xem video của Tất Thắng mới lấy ngọn giấc ăn và khen rất là ngon. Cảm ơn Thắng đã cho bác biết một món ăn. Thế mà bấy lâu rồi cứ nghĩ là giấc này chỉ ăn quả nhé, không phải. Nước này ăn cả lá. Thuốc. Lá gốc này ăn rất là tốt. Hơi đắng nhưng mà nó là thuốc. Có nhiều bác ở cái mạn Phú Thọ ấy, thì cũng ăn được cái lá này, hay ăn, biết ăn. Đấy. Mạn Phú Thọ là biết ăn. Đa phần là ở đó là biết ăn cái ngọn gốc. Trong miền Nam thì họ không biết. Miền Nam với miền Trung. Kênh của Thắng thì đa phần là, nếu miền Nam thì chỉ có người Sài Gòn, rồi là ở một số tỉnh ấy thôi. Còn đâu còn hẳn vào cái miền sông nước hẳn đến Bến Tre, cái khu vực Cà Mau thì chắc là không có ai. À, Cà Mau có một bác ngày trước còn gửi cả quà cho Thắng. Rất nhiều. Có cả quả cà đắng cả nước ăn thì rất tuyệt vời ấy. Đó, bằng này thôi, tại vì nhiều hóa lá đu đủ quá mà. Để hôm khác còn ăn nữa. Đâu rổ đâu? Sao bỏ phí này? Cái già cái còn dây còn ngon mà. Già quá à? Xong bóc lấy cái cuống kia nữa. Lấy cả cái già kia. Lấy hẳn cái ngọn kia à? Không biết làm rồi. Cái này đi. Trước là lấy cái cặng á. Thế là mai anh đi đấy à? Thế này nhà bà thì ai làm cho nữa? Trồng ngô thì? Để cứ bảo thằng Dư này mai nó hộ nốt mẹ vợ nó. Mai về nộ hộ nốt mẹ vợ cho nó xong nhá. Cho nó xong nốt đi. Cái mặt này xây lên chạm này cho anh. Chạm vào cái xà kia. Bên kia xây lên một hàng, hai hàng, ba hàng nữa là được rồi. Là bếp là kín rồi. Đằng sau kia xây một hàng, kia một hàng nữa là ok đấy. Đó. Thao hồ để ngô rồi. Nên là bếp ổn rồi. Trên rồi. Đây đâu? Sao?
thằng bên trên đấy thấy mới tập xây mạng được ấy, biết làm đấy. Sao lại đổ thêm vào kia rồi? Thấp quá à? Bây giờ chỉ xoa mới đánh bóng rồi. Ngày mai mất một buổi nữa. Một ngày nữa. Nước rút thì đổ gạch để xây. Bảo buộc hai con chó kia vào. Chó chạy ác lắm. Chạy vào nữa là thôi đấy, hỏng đấy. Vâng. Trông nhà. Kỵ nhất thịt chó. Cái này không ấy à, không xoa luôn à? Vết này sao không xoa luôn? Chả biết. Hả? Đó là vấn đề thế, vẫn quanh nhìn đẹp hơn hả? Bóng vết đi chứ. Đây là không xoa chỗ này, xoa chỗ này nữa. Mỗi bàn xoa. Rửa cái kia đi. Rau gấc kia mới cả đu đủ cái rửa. Rửa đi, nó làm lòng phát là nấu thả vào luôn. Ăn cơm sớm. Cái này nấu bí luôn phải không? Quả bí xanh nhé. Mấy ngày vừa đi tắm suối về à? Hả? À? Bắt cá. Đâu cá đâu? Đâu? Cá đâu? Hả? À? Không được con nào à? Trời ơi. Trẻ con vùng cao. Nghịch lắm. Mấy thằng này. Thằng này đeo cái gì vào đây? Cổ này. Ui ồ, tay gấu à? Để xem nào, bác xem nào. Tay gì đây? Khỉ á? Yo. Thấy con nhà ai? Hả? Ô mà đeo. Này chào hôi à? Hả? Khỏe á? Yo, mày mất vệ sinh à? Tay thật không ấy? Hả? Hả? Thật không? Con gì? Tay con gì? Tay con người. Hả? Khỉ thật á? Con của em à? Phải không? Ai làm cho cái đấy? Cứ thích là đeo vào cho nó á. Thế cái sắt này đeo thì anh tháo đi nhá. Này tháo ra, hả? Hả? Cái này đeo thì cái này cái dây sắt thì... Rồi bỏ cái này đi. Không ốm đâu. Hả? Sao? Cái này không bỏ được đâu. Cái này rất là mong là... Cái này là tập 1 là bốn nhiều thầy. Thầy nào? Rồi thầy thắng này còn chẳng ăn ai. Cái này mai cắt đi nhá, mất vệ sinh. Đây là cắt luôn đi. Đây là bỏ luôn. Hả? Sao không cắt? Đầy cổ hết rồi. Đeo đầy cổ ấy mà đây là cái này tay thật nó mất vệ sinh. Đúng rồi, thằng này cắt đi. Mang dao đây, cắt cái này đi, bỏ đi. Xấu. Đeo. Đây này. Nhìn nó đeo cái này để làm gì? Hả? Bỏ đi. Tháo vứt đi. Hả? Thầy nào cúng cho bảo cái đấy.
Đây, thằng ấy lớn rồi, bỏ đi, này. Thằng này có chiều đầy. Chèo linh ta linh tinh hết. Cái này bỏ ra nó ốm á? Hả? Thế bỏ ra nó làm sao? Không bỏ. Chắc là gì vậy á? Chèo cái kia phục vụ sức khỏe. Ôi các ông, tôi lạy các ông rồi. Dân tộc Mông nhiều trò lắm. Nhiều trò gì thì trò, nhưng chẳng giải quyết cái gì cả. Không, cái vòng kia là giải quyết được chứ. Giải quyết cái gì đấy? Không giải quyết làm sao mà đeo được. Ít người đeo đâu mà. Cái dây thép đeo thế cho đẹp à? Đeo đấy để chống ốm. Thuê thầy về cúng à? Đeo cho à? Có phải mất gà, mất vịt đấy. Chứ có phải là cho không đâu. Tháo ra là nó ốm luôn à? Mấy hôm nó ốm đấy. Được rồi, bây giờ nó tháo ra. Nếu nó ốm em sẽ đưa đi viện, được chưa? Bảo chá chứ. Hả? Bảo chá chứ. Lo cái gì? Ốm làm sao được? Đâu rồi, bảo chá đâu rồi, ra đây đâu nào. Ốm anh Thắng các đưa đi viện. Nếu không mai ngày kia ốm. Ốm làm sao được? Bỏ ra là con đưa mẹ để không khỏe, không cho, không bỏ đâu. Như mày chết rồi. Sau này còi. Như có tiền á. Còi dần, còi dần. Không có tiền gì đâu. Đéo, đéo. Xét đánh đấy. Đéo. Ôi trời ơi. Té nhau hả? Còn quả ổi nào không? Cho bác quả nào. Không có. Dưới chèo như này nhí nha nhí nhố trên này không có quả nào à? Chơi. Chơi thế á? Ừ. Ôi dồi ôi. Cái ổi mà. Đâu không có quả nào à? Có nhưng mà không chín. Kiếm một quả đây nào. Một quả ổi đổi một cái kẹo. Đâu? Này cái này bác bảo nhá. Về tối bảo bố mẹ bỏ cái này đi. Chèo xấu lắm. Bẩn. Mùi, hiểu chưa? Kìa bọn như kìa, mà không đeo đâu nhá. Bảo bố mẹ thế. Xấu lắm. Đi học các bạn chê. Hiểu chưa? Đây này, đeo như thằng này này, đeo. Đây bảo con đeo cái này cơ nhá. Hiểu không? Thằng kia lớn rồi. Bảo bỏ đi nhá. Bảo đeo cái này mất vệ sinh, bẩn nhá. Nhớ chưa? Hai thằng nhớ nhá. Cứ đòi bảo tháo đi nhá. Bảo không đeo nữa. Ờ đấy thằng kia kìa đeo xấu tự nhiên đeo sắt. Đeo xấu á. Nhá. Bỏ hết đi. Không đeo cái này đâu nhá. Đây này đây, cái này cái gì. Cái đấy này. Đây này thằng này đeo này chủ. Các cháu thấy không. Bẩn không. Đúng không nhờ. Này mùi đúng không. Bẩn bảo. Đây này đứa này có đeo đâu. Sạch sẽ. Đứa này có đeo đâu. Sạch sẽ. Đây này thằng này đeo cái này đẹp này nhưng mà. Đúng không. Đây thằng kia lớn đẹp trai kia tự nhiên đi đeo vào. Thằng này nữa đeo sắt vào xấu. Nhờ. Không có quả ổi nào à. Nhớ nhá. Mà không đeo đâu. Các bạn chê xấu á. Đi học nhá. Đây con kia đeo có làm sao. Không đeo có làm sao đâu. Tại sao kia phải đeo. Đeo cái bẩn xấu. Nhưng mà sạch ra nhá đường hả. Cái đứa. Cái đứa. Đấy, có bếp đẹp rồi. Thế thôi, rất đơn giản. Đan rổ. Ôi, thế thôi, mấy cây thôi. Ông vặt hết bằng này xả thì canh đắng nó thành là canh xả rồi. Canh nào? Nó không ngon đâu mà. Cái xả này người ta cho vào vịt vào ngan luộc là để cho nó khử cái mùi hôi đi. Đấy thôi. Đấy hai cuốn con. Có bao nhiêu xả vặt hết về nó mai ăn cái gì nữa. Nhà không có gì ngoài xả. Quá to luôn, quá đẹp. Bọn trẻ con trèo nghịch ổi ghê thật.
Sả thành phố không ngon bằng sả đây thật. Sả đây sả cay, ăn như sả. Thơm với cay. Sả thì ăn như sả. Đây cho sả vào đây đi đảo đi. Cho mấy nhánh vào đây, băm nhỏ nhỏ ra. Đấy, hai nhánh nhét được. Nấu canh đắng. Xong rồi đấy à, bây giờ hết việc rồi à, không còn việc gì nữa à? Còn mỗi xoa kia thôi à? Băm như băm rau lợn luôn. Nay nhiều lá đu đủ, lá gấc. Cho lá đu đủ tí đảo vào cùng luôn. Chúng ta đâu này nào? Đấy, áp tách sát hậu để luôn. Đợi gì tí nữa, tí nữa em bảo lấy nước rồi đấy. Nước hoàn thành bình xấu. Ngồi đây có được không? Có phân lợn không? Mùi phân lợn quá không? Hả? Hay là chuyển ngồi dài bên kia, từ bên kia lại. Sân bên kia cũng thế. Cũng. Chỗ này thì giáp quá, đúng không? Ăn tạm vẫn được mà. Ăn tạm phân lợn tí không sao. Người lợn không lớn mình cũng. Có bảnh cũng để mua thuốc về tiêm cho nó mới khỏi. Không lợn. Mùi phân càng tốt. Mấy con lợn nhà này bây giờ bán khoảng bao tiền một cân nhỉ? Lợn đấy. Người đàn này giá 60. Giá? Bán hết rồi đấy à? Nuôi để đấy thì thế sao không họ chưa bắt về? Hả? Nhưng mà nó bán rồi à? Ờ, thế sao bảo bán rồi. Bác Phú ơi, hôm nào cấy xong cho cháu mượn ít trồng bắp cải nhá. Ruộng ấy, gặt ấy. Cái ruộng ở kia kìa. Ấy xong thì bác, nếu mà bác không làm gì thì cho bọn cháu trồng bắp cải đấy. Vâng. Gặt xong phải thả nước đi nó vừa nó. Vâng. Cứ khi nào gặt xong. Nhưng cho mượn được hết không? Tháng 9 tháng 10. Vâng. Cứ tháng 9 tháng 10 xong thì cho bọn cháu mượn. Đừng gạch xì cho nó lúc nào vừa mới trồng. Dạ. Mua giống mua ghiếc thực ra cho nhà bác thôi. Trồng cho nhà bác thôi. Bọn cháu thì ăn được bao nhiêu đâu mà. Trồng nhiều lợn, nhiều vỏ cho lợn. Nhất là hơn chục cân. Không, bắp cải là mùa nhưng mà phải trồng sớm. Có nghĩa là hôm nào bác gặt xong, bác gặt cái là bác báo cháu luôn. Vào cho phát dạ để đốt luôn. Đốt xong cái là cày luôn. Phải trồng. Vâng, đây là trồng luôn, trồng sớm như thế. Thì mình bắp cải, đó. Giống ở ngoài thành phố khác đưa vào, khác có thành cây. Lên Ngọc Hà, Ngọc Đường cái đây. Trên đấy cứ lên đấy nó có hẳn một ấy luôn, mua bắp cải về trồng. Ấy kìa chó kìa. Kìa. Chơi. Ơi giời. Từ từ để nó ra, từ từ thôi, chậm chậm thôi. Đừng quát nó cuống lên. Nó cũng biết đấy. Chúng chung biết rồi. Nó sợ quá. Nó kêu bên kia nhưng mà quát nhiều quá. Quát nhiều nó xuống. Chúng xích rồi nó. Xích, xích nó đi. Ván ăn cơm.
chặt lá chuối. Thanh niên lấy dao chặt lá chuối. Làm mấy tàu nữa đi. Lá chuối bên này hết rồi. Làm gì hết. Đấy, xuống bên này, lấy lá chuối, lấy dao thêm phất mấy lá chuối giải. Ăn cơm. Mấy anh em xoa xít xong, sắp xong rồi đấy. Con chó này vừa chạy vào kia. Ngày mai nốt xong bên kia. Mai chưa chuyển đồ đây là. Ờ mai. Chân nó hỏng ngay. Chiều mai chuyển được rồi. Chiều mai. Ừ. Chiều mai chuyển đồ sang bên kia để kê giường vào được rồi. Sau. Đổ gạch vào đây chả hỏng hết. Không ai đổ gạch vào đây, người ta phải để gạch ở ngoài này chứ. Bê ra bê vào để bê vào. Bảo bà xong rồi mai cái ấy kia khô xong rồi xây nốt thôi. Ừ. Hai ba hàng nữa thôi mà. Con to 2,5 triệu mới cả hai con mua của bác nào nhỉ? Đúng chưa kìa? Đấy. Vấn đề. Vẫn ở vẫn ờ. Vấn đề ở nhà Báo á. Còn cần một nhựa rồi. Rất đuôi. Chắc là nó cục chăm á. Nó không có vẻ nó chăm tốt hơn. Ờ. Hay là nó giữ lợn của nó. À giữ lợn của mình cho lợn nó ăn. bày mâm rồi. Dạ toàn ăn cơm giải lá chuối. Canh đắng được chưa? Canh đắng nấu chưa xong chưa? Đấy, cái bếp của bà thêm mấy hàng gạch nữa là xong rồi nhá. Là bà có cả bếp lẫn nhà hai mẹ con. Sao cái lá này không giải hết ạ? Đây giải vào lá này. Nào nó cắn cho. Ô. Nó là đi bê ở đường bên kia về mà. Phen khả năng nấu ít canh đắng rồi em ơi. Cơm xong là đi vẫn được rồi. À, cơm xong đi bắt cá. Ôi, bọn nó nấu ít nước rồi. Đồng như quân nguyên như này cơ mà. Này mỗi người không được một bát. Có người là không thích, có người mà thích nhiều. À. Quân Mông Cổ. Cái canh đắng này lại dữ quá rồi. Canh đắng này, này nấu thất bại quá, ít quá. Đấy, cho mâm anh Thắng cái bát đấy, đây đây kìa. Xô gì đây, canh gì đây? Canh vịt đây, canh bí đây gì? Chả nó có một quả thôi mà. Múc canh ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây mới là canh vịt này, canh ngan này. Cái nhạt từ trưa, canh bí ấy, từ trưa ấy, canh trưa, lúc trưa. Kia kìa, chị múc cái canh bí xanh nhỉ, bí xanh nấu với cả ngan nhỉ. Anh em rửa tay hết chưa? Có cả xương mà, có cả thịt ngan mà, múc đều lên. Đấy, đấy, thế không cái kia không được cái gì cả. Đấy cái muôi to kìa, múc mấy có thịt thịt ngan cho. Hôm cái bát kia chưa có này, bát này tí nữa kiện nó chết. Này bát này này. Ngan to mà, 3 cân mà, đấy. Bỏ cái xà cái đi, vớt bỏ xà đi. Đấy, thịt đấy. Bê cái bát kia về đây, chia lại. Bê dùng cho lo nắm tập quần tao về. Đấy. Chia cho nó đều. Tại nàng cá tôi mà. Trắng rồi chứ tiêu. Ừ, chị tàu vô. To. Chia cho đều vào. Đếm thịt nữa nhá. Đếm từng miếng từng miếng mà. Bát kia nhiều ít nước hơn rồi ấy. Thiếu một phần nước nữa. Đó, đấy. Rồi bê đi. Đó. Còn miếng thịt nào nữa không anh? Mấy anh em ngồi vào thôi các chú ơi. Bảo các chú các cô ngồi vào đi. Ngồi ngồi vào đi. Ngồi vào thôi. Kìa kìa các chị kìa. Bọn Vư viết kìa. Ngồi vào đi. Bọn mi nhùa không về à? Đi đâu đi hết rồi. Chơi kẻ tí ăn sau được. Ăn sau còn cái gì mà ăn? Ăn sau. Nó mà nhìn nó chứ ít cho mi nhỉ. Ngồi đi chờ tí là cho mi nhùa. Ngồi đi. Kìa, hai bà kia. Sao cứ gọi tên mới về nhỉ? Say say chứ. Ngồi giãn giãn ra tí. Giãn giãn ra tí, không không hết người đâu, không hết mâm đâu. Đây còn mâm nữa mà. Ngồi giãn ra bên này tí. Ngồi vào đi em, phải ngồi vào thì người ta mới biết thiếu hay thừa chứ. Mọi người ngồi vào không. Thôi đừng giãn ra nữa, đây còn đây mấy ông phát sinh nhỉ. Ngồi vào đi, vào chỗ ngồi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, đâu còn chỗ nào ngồi không? Kìa, xích chó vào. Ngồi đây ăn hai mâm à? Thôi ngồi ép ép đây thì nhá, ăn mâm trên. Mâm này còn chia cho đông người này. Cho bát canh đắng là được rồi. Mỗi quý mỗi bát canh đắng thôi mà. Sao đây? Chờ từ à? Đây nó tha cho kẹo. Được không? Đây, nó tha. Rồi. Này, đưa cho nó. Đây. Kẹo đó. Sao nó đang đòi cái gì chị nó? Hả? Ăn cơm đi. Nó mỏ à? Canh đắng đi. Lấy bát ăn anh. Đây là con dê đây à? Con dê đây à? Con dê à? Con dê gãy sừng à? Rồi rồi, mời nhá, mời anh em nhá. Mời à, nó mỏ à. Canh đắng à? Rồi này, gần hết bát rồi vẫn còn nó mỏ rồi. Cái thằng kia nó đòi cái gì? Nó đòi cái gì? Cho kẹo ra nó vẫn khóc. Hả? Cái gì mấy ngày nay toàn ăn cơm lá chuối. Xong đi bắt cá nhá. Bắt cá không được thì đi bắt chuột. Bắt chuột ở đâu? Tới chuột nó dài rồi, đi bắt chuột phải đi ngày rồi, đi tới nó đi ra kiếm ăn hết rồi. Ban đêm đi bắt được chuột. Ngày đi nó mới ở, đêm đi nó đi ăn hết. Cánh đắng ngon nhá, này ngon, hai loại lá. Cũng đủ mới là lá gấc. Mấy chục người có mỗi con ngàn. May còn có cả thịt nữa. Nếu có thịt ăn là tốt chứ. Đúng không? Ngày xưa em làm trên nhà anh chứ huấn vợ ấy. Chuyên ra cái món mì tôm trứng. Mì tôm rán trứng ấy. Khổ lắm nhà đấy. Bây giờ thì cũng không đỡ đâu nhưng mà cũng vẫn thế, chẳng có tiền đâu mà nghèo. Vợ với nó là vợ thứ mấy ấy? Vợ thứ tư. Ba vợ trước rồi bỏ đi hết rồi. Có một vừa lái về xe còn bà rồi. Ừ. Ăn cùng đồng bào rất ngon. Ngủ sát đây. Bà này không ai ăn cơm mà cho xin nửa nhá. Các ăn hết luôn. Ăn hết luôn đi. Ăn hai ba đi. Bát nó. Cơm.
Nhưng mà lâu rồi không được ăn mèn mén nhá. Con này nó làm tí nữa, thằng làm đấy. Ông lười làm mèn mén lắm rồi. Mèn mén là mới ngon. Mùi này nóng quá. Có tao bên là con đồng à. Gắp cho miếng gì đấy, gan à? Tiết nhỉ? Tiết với cả thịt. Bí của anh Long anh em cho bí 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 bở nhờ. Bí ngon không? Ngon đấy. Ừ. Ngon mà ăn được. Bở như bí. Nóng quá. Cái này phải nấu sớm cơ thì nó mới mượt. Cho nó nhanh. Là lạnh một tí nhỉ. Cho xin miếng thịt lợn nào. Ừ. Đấy, béo quá. Cho nhiều hành quá mình không ăn được hành. Không không sao cả. Còn nhiều người mà. Mày chạy. Ừ. Đâu? Cá đâu? Vợt kiểu gì đây? Này đúc túi bóng thôi. Xem có sâu không? Có đấy. Hả? Có đấy. Nhỏ nhỏ nhá. Nãy kìa có ấy nhỉ chị bỏ. Ở dưới. Ngoài đoạn này. Chỗ anh vàng ấy. Đấy đấy. 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 Cầm này nó. Có cái nó có 2-3 con đấy. Lấy đâu ra? con một đâu rồi. 2-3 con. Thằng mình nhiều chưa? Luôn à? Luôn. Cả cua vào hết. Đâu, rau dớn chứ không còn ngọn nào nữa. Hai ngọn. Măng thả đây giả? À? Đấy à? Rau dớn. Cảm ơn. Ăn ngon. Được. Đi ăn không? À, thơm nhỉ? Vâng. Ừ. À. Say không ấy? Không say được đâu. Đâu rồi? Còn số nữa không đấy? Rách cái kia. Nó phải có mầm cơ. Cây nào nó mới có quả như thế? Cây vẫn giống như cây này nhưng mà ở Trung Quốc ấy nó có rồi. Ừ. Cây này gọi sa nhân dại. Lấy cái mầm này cái về xào ngon lắm. À. Mình ăn sống rồi ấy, xào mà. Vâng.
Nấu canh chua á? Đâu nhưng mà đã lấy lá chua đâu? Măng chua. Hả? Có măng chua mà. Măng chua à? Đấy. Ô nhiều phết thế chứ. Bỏ bỏ sang đây xem nào. Anh vào. Tải lên bằng này đi nữa rồi. Đúng rồi, đang dán trong kia rồi. Con gì bé bé này. Tôm. Ngon lịnh nhờ. Con gì vàng vàng đây. Con sâu lúc này. Ai đi lấy lá sung rồi? Đây đi lấy cho. Chưa lấy gì đây. Ở đâu? Gần nhà có mà. Loại non non đấy. Nướng à? Kéo hết rồi. Kéo càng ngon. Ngon nhưng mà tốt hơi khó. Cầm lấy người một ao nhá. Một gì? Nướng quả này ăn đấy. Cái kia nướng thế là chỉ là cái thay ăn được. Ừ. Cuốc mà.